Như bạn đã thấy, tỷ lệ người đăng ký trên kênh mình rất thấp. Vì vậy, mình mong các bạn hãy like và subscribe để mình có động lực ra tiếp những video mới. Bắt đầu vào video thôi nào! Hello, xin chào các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy atom từ sự kiện Vita Coco nhé! Đầu tiên, các bạn vào phần tìm kiếm. Các bạn tìm kiếm từ khóa Vita Coco cho mình nhé! Các bạn chọn vào tựa game, đầu này nha! May change, but in a cycle that I can lose. Each painful but delightful. Đầu tiên các bạn đi vào căn nhà này nha. Các bạn nói chuyện với người này nha. Các bạn ấn tiếp theo liên tục. Các bạn tung đến 320 điểm là hoàn thành. Đây là vật phẩm bạn nhận được. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one. Các bạn lại ấn vào đấy tiếp nha. Các bạn làm theo mình nha. Come my way this season.